nhật rất là ý nghĩa đối với tụi mình. Tụi mình đến để được thử làm cô dâu, làm chú rể. Thì đội ngũ của Sansan Bridal rất là nhiệt tình, take care tụi mình từ A tới Z, từ test make up, làm tóc, thử trang phục. Rất là cảm ơn và cũng chắc chắn sẽ sử dụng dịch vụ của Sansan Bridal trong tương lai. Mình thấy rất là vui. Bạn gái mình hôm nay rất là xinh đẹp và thật sự là rất là nôn đến ngày cưới. 1, 2, 3, 10 điểm. Người rất là nhiệt tình, chu đáo. Nên là từ lúc bắt đầu make up cho đến lúc chị thử đồ là đều có người tư vấn, rồi đều hỏi cái ý thích của chị trước. Mình thấy cô dâu rất là đẹp. Và một phần là do trang phục và một phần là do make up của bên mình. Anh cũng thấy rất là ưng về cái, anh cũng thích về cái sự tư vấn nhiệt tình của các bạn nhân viên ở đây. Thì rất là hài lòng, rất là vui nhưng mà cũng hơi mệt vì thử nhiều váy quá. Make up khá ưng, tự nhiên hôm nay đi cái nỗi cục mụn. Nhưng mà chị đó che khá tốt, kiểu che khuyết điểm rất là tốt. Make up thì nhẹ nhàng, khá là phù hợp. Mấy bạn rất là nhiệt tình trong lúc, từ lúc make up đến lúc tư vấn rồi thử váy này nọ. Mấy anh rất là ok, kiểu giúp mình tạo dáng rồi các kiểu, tương tác rất là ổn. Vợ mình thì lúc nào cũng xinh rồi, make up này thêm càng xinh thêm nữa chứ không bị phải bàn.